Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, kính thưa chủ trì hội nghị, kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, kính thưa cử tri cả nước. Theo yêu cầu của đồng chí Chủ tịch Quốc hội, tôi xin giải trình hai vấn đề liên quan đến cái dự án trọng điểm quốc gia. Báo cáo với Quốc hội là năm 2020 và 2021 thì Bộ Giao thông Vận tải cũng xác định cái công tác triển khai các dự án đầu tư, trong đó có những dự án đầu tư trọng điểm là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất. Và đến hết tháng 9 năm 2021, bình quân giải ngân toàn quốc là 47,8%, nhưng riêng ngành giao thông vận tải thì chúng tôi giải ngân 61,2%. Cái điều này nó cũng thể hiện cái sự quyết tâm của Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, so với yêu cầu với hai dự án trọng điểm quốc gia mà đồng chí Chủ tịch Quốc hội nêu đó, thì chúng tôi cũng nhìn nhận là trong giai đoạn vừa qua triển khai chậm và nó có nhiều cái nguyên nhân. Báo cáo với Quốc hội, đối với dự án đường cao tốc Bắc Nam phía Đông, tại cái nghị quyết 52 của Quốc hội cuối năm 2017 thì chúng ta có 3 dự án đầu tư công và 8 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư. Với 3 dự án đầu tư công thì đến thời điểm này chúng tôi bám sát vào nghị quyết của Quốc hội và cuối năm nay chúng ta sẽ hoàn thành 2 dự án là cao bồ Mai Sơn và cam lộ La Sơn. Riêng cầu Mỹ Thuận 2 là một cái cầu dây văn lớn thì Quốc hội cho phép đến năm 2023, thì đến thời điểm này tiến độ của cầu Mỹ Thuận 2 cũng đã đạt được 70%, và như vậy là với nghị quyết 52 3 dự án đầu tư công thì chúng tôi sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Vào tháng 6 năm 2020, trước cái tình hình là chúng ta đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức là đối tác công tư, đầu tiên là chúng ta đấu thầu quốc tế, sau đó xin chủ trương là chuyển sang đấu thầu trong nước, và cái việc tổ chức đấu thầu nó gặp nhiều khó khăn. Các nhà đầu tư lớn về tài chính thì ít tham gia, mà các nhà đầu tư với dạng là nhà thầu lớn thì tham gia nhiều, do đó gặp nhiều khó khăn. Và đặc biệt là đầu năm 2020, ảnh hưởng của Covid-19, thì chính phủ đã đề xuất với Quốc hội chuyển một số dự án sang đầu tư công để chúng ta kích cầu và để nhanh tiến độ. Và tháng 6 năm 2020, Quốc hội đã ban hành cái nghị quyết 117 chuyển 3 cái dự án sang đầu tư công và cho phép đến năm 2022 thì sẽ hoàn thành 3 dự án này. Và báo cáo với Quốc hội thì 3 dự án này đến thời điểm này chúng tôi đã đạt được tiến độ từ 20 đến 35% đối với 3 dự án này. Và hiện nay cái khó khăn lớn nhất của dự án này là vấn đề đất. Vừa qua chính phủ cũng đã ban hành hai nghị quyết số 60 và nghị quyết 133. Đến thời điểm này cái thủ tục mở các mỏ đất đã đáp ứng được yêu cầu, và chúng tôi cũng sẽ tập trung tiến độ để hoàn thành 3 dự án này vào cuối năm 2022. Đến tháng 2 năm 2021, tức là cũng do là cái tình hình đấu thầu nó khó khăn, thì Quốc hội tiếp tục ban hành một nghị quyết là 1213 chuyển 2 dự án qua đầu tư công và cho phép Bộ Giao thông Vận tải hoàn thành 2 cái dự án này vào cuối năm 2023. Đến thời điểm này cả 2 dự án thì chúng tôi đã triển khai toàn bộ các gói thầu xây lắp và đã đạt được tiến độ khoảng 2 đến 5%, và chúng tôi cũng cam kết là sẽ điều hành 2 dự án này là hoàn thành vào cuối năm 2023 đúng theo nghị quyết của Quốc hội. Riêng 3 cái dự án đầu tư theo hình thức PPP hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Báo cáo với Quốc hội là sau giai đoạn chúng ta thu hút vốn cho các dự án BOT thì tình hình tài chính của các ngân hàng, nhất là các ngân hàng thương mại, cũng gặp nhiều khó khăn do huy động tiền ngắn hạn mà cho vay thì dài hạn. Do đó chúng tôi cũng đã làm việc tích cực với các nhà đầu tư. Trong tháng 5 năm 2021 và tháng 7 năm 2021 đã ký hợp đồng với 3 nhà đầu tư theo hình thức PPP, và theo quy định thì chúng ta cho các nhà đầu tư thu xếp vốn trong vòng 6 tháng. Và đến thời điểm này thì một số dự án là sắp đến giai đoạn là hết 6 tháng. Nhưng mà tình hình thu xếp vốn nó gặp nhiều khó khăn. Trong giai đoạn vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã phối hợp với Ngân hàng Nhà nước, rồi các cái bộ ngành, chúng tôi tổ chức một số cái buổi làm việc để tháo gỡ khó khăn về tín dụng và làm việc với các ngân hàng thương mại, với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, theo chúng tôi được biết cái tình hình tới nay đó, thì các ngân hàng chỉ cam kết là cho vay 6.000 tỷ trên cái tổng số là 9.300 tỷ phải huy động. Và các nhà đầu tư cũng đã đề xuất các giải pháp có thể là sẽ huy động thêm cái nguồn lực của nhà đầu tư hoặc là các cái loại hình khác. Thì hiện nay chúng tôi đang rất là tích cực
làm việc với các nhà đầu tư, các ngân hàng để làm sao ký được hợp đồng tín dụng. Bởi vì không ký hợp đồng tín dụng được thì chúng ta sẽ không thể nào triển khai được dự án. Do đó chúng tôi cũng đã báo cáo với chính phủ và vừa qua Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã chỉ đạo là hàng tháng Phó Thủ tướng sẽ chủ trì cuộc họp về cái cao tốc Bắc Nam phía Đông, trong đó có tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho ba dự án đầu tư theo hình thức PPP. Và cũng xin báo cáo với Quốc hội là mặc dù có nhiều khó khăn nhưng các nhà đầu tư cũng hết sức là quyết tâm, bởi vì là chúng ta cố gắng hoàn thành ba dự án này theo đúng cái nghị quyết 52 mà Quốc hội đã ban hành. Với trách nhiệm của mình thì chúng tôi cũng cam kết là sẽ làm việc với các nhà đầu tư, đặc biệt là các ngân hàng, đặc biệt là xin ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành để chúng ta cố gắng là thu xếp được cái nguồn vốn tín dụng. Và qua đây cũng thấy rằng là các dự án PPP cũng đang gặp nhiều khó khăn trong giai đoạn sắp tới. Chúng tôi cũng rất mong là được sự đồng hành của các bộ ngành, các địa phương. Liên quan đến dự án sân bay quốc tế Long Thành, báo cáo với Quốc hội là sau khi Quốc hội đã cho chủ trương để chính phủ phê duyệt, thì tháng 7 năm 2019, Bộ Giao thông Vận tải đã trình dự án qua chính phủ. Chính phủ giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư tổ chức thẩm định và cho phép Bộ Kế hoạch và Đầu tư thuê một tư vấn nước ngoài để thẩm định lại toàn bộ cái dự án sân bay quốc tế Long Thành. Chính vì thế mà dự án này đã kéo dài cái thời gian thẩm định để cho các tư vấn nước ngoài phản biện toàn bộ dự án sân bay quốc tế Long Thành. Và đến tháng 12 năm 2020 thì Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký phê duyệt dự án đầu tư và chính thức giao cho ACV là chủ đầu tư của giai đoạn 1. Và báo cáo là trong 11 tháng vừa qua thì cái việc làm của tổng công ty ACV cũng tương đối là tốt, thực hiện 3 nhiệm vụ. Nhiệm vụ thứ nhất là xây dựng hàng rào. Đến thời điểm này đã hoàn thành được 75% toàn bộ là hàng rào khoảng gần 9 km. Thứ hai là thuê các đơn vị rà phá bơm mìn bởi vì khu vực này cũng rất nguy hiểm. Đến thời điểm này thì cũng đã đạt được diện tích là khoảng 75% toàn bộ cái sân bay Long Thành đã được rà phá bơm mìn. Và cái thứ ba thì đã tập trung là làm các cái hồ sơ thiết kế kỹ thuật dự toán để có thể là triển khai thi công. Riêng về giải phóng mặt bằng mà Quốc hội bố trí cho dự án này là hơn 22.000 tỷ đồng, vừa qua đã giao cho tỉnh Đồng Nai triển khai từ năm 2018 đến nay. Và đến thời điểm này chúng tôi thấy rằng cái giải ngân giải phóng mặt bằng cũng còn chậm, mới đạt là 47%, tức là giải ngân được khoảng hơn 10.000 tỷ so với tổng vốn là 22.000 tỷ. Việc này thì nó có liên quan đến cái công tác là xây dựng các khu tái định cư, cái công tác là kiểm đếm xây dựng giá, và đặc biệt là trong thời gian vừa qua cũng có ảnh hưởng Covid. Thì chúng tôi cam kết là sẽ phối hợp chặt chẽ với Đồng Nai để cố gắng là bàn giao toàn bộ cái mặt bằng để đảm bảo tiến độ. Tuy nhiên chúng tôi cũng khẳng định là đến thời điểm này với 1.265 hecta đã được bàn giao đó thì cũng không ảnh hưởng đến cái tiến độ của tổng công ty ACV. Tuy nhiên chúng tôi cũng cần là giải ngân toàn bộ cái vốn mà Quốc hội đã giao cho Đồng Nai. Chúng tôi cũng rất mong là lãnh đạo tỉnh Đồng Nai qua cái hội nghị, qua cái họp Quốc hội hôm nay, các đồng chí là tích cực hơn nữa để làm sao chúng ta giải ngân cái vốn giải phóng mặt bằng. Riêng cái trách nhiệm của Bộ và ACV đó thì Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cũng đã tổ chức họp 2 lần, và chúng tôi cũng thống nhất là mỗi 1 tháng họp trực tuyến 1 lần để ACV, Ủy ban quản lý vốn Đồng Nai cùng với Bộ Giao thông Vận tải và các bộ ngành sẽ tham mưu cho chính phủ để làm sao thực hiện dự án này đảm bảo tiến độ. Và cũng xin báo cáo là hiện nay cái công tác mà thiết kế thi công của phần mặt bằng đã xong. Hiện nay tổng công ty ACV đang tổ chức đấu thầu. Và nếu không có gì thay đổi thì tháng 3 năm 2022 chúng ta sẽ tiến hành đồng loạt các cái gói thầu về san lấp mặt bằng và xây dựng các cái hạ tầng để đảm bảo là tới tháng 12 năm 2025 chúng ta cơ bản hoàn thành được cái giai đoạn 1 để mà khai thác cái sân bay Long Thành. Và từ đây cho đến giai đoạn sắp tới đó thì theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, mỗi 1 tháng chúng tôi sẽ cập nhật lại cái khối lượng công việc làm được trong tháng và so sánh với kế hoạch tổng thể để làm sao là chỉ đạo kịp thời, giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc. Và chúng tôi cũng cam kết là sẽ cố gắng cùng với chính phủ, các bộ ngành, ủy ban lý vốn là đưa cái sân bay Long Thành giai đoạn 1 vận hành vào cuối năm 2025 đúng theo tinh thần nghị quyết 52 và các nghị quyết mà Quốc hội đã thông qua. Chúng tôi xin cung cấp một số cái nội dung liên quan đến cái chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Quốc hội. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội. Xin cảm ơn Bộ trưởng.